Tôi hỏi anh chị em phải trả lời thật nhé. Anh chị em có mỏi chân không? Cổ họng và miệng có cảm thấy mỏi mệt không? Người nào mà không mệt là nãy đi rước không đọc gì? Đọc kinh. Còn cái khúc của chúng tôi đi sau Thánh Gioan là lần hạt 4 tràng 20. Thế nên là với hết, cho nên là mỏi chân và cũng cảm thấy họng nó cũng rát rát và mệt. Còn ai mà không mệt là bởi vì nãy không có đọc kinh. Vậy thì anh chị em mỏi chân và mệt bây giờ muốn cái gì nhất đối anh chị em? Đó là xin các cha giảng ngắn ngắn lễ nhanh nhanh để cho chúng con còn gì? Về. Vì tôi biết giờ này là giờ anh chị em đi đòi tiền, thanh toán, rồi về ăn cơm, rồi ngủ để chuẩn bị lại thịt gì? Thịt bò. Đấy. Nhưng mà một cái lễ trọng thế này mà không thể không giảng thì không được, đúng không? Bây giờ tôi là hỏi anh chị em, đố anh chị em nhé. Tôi đố luôn đấy, nếu có thì tôi mất một cái gì cũng được. Bây giờ ai xung phong đứng lên đây đọc kinh Thánh Gioan quan thầy của Bái Đô không vấp một từ nào, tôi sẽ mất tiền cũng được và mất một cái trống cũng được. Chưa không? Đứng lên đây đọc kinh. Có ai dám xung phong không? Kể tôi thách cả các cụ đấy. Mà là kinh Thánh quan thầy của chúng ta đây này, không vấp một từ nào. Ông có được không? Vấp một từ là ông phải phạt. Được không? Rồi. Đâu sách kinh đâu, cho tôi mượn sách kinh tôi về xem. Vâng. Cho tôi xem mượn cái sách với sách kinh. Hả? Rồi. Nhớ nhá, không vấp từ nào. Đâu có sách kinh đâu, cho tôi mượn để tôi còn theo dõi chứ. Phải có sách kinh ra đây. Rồi. Để tôi theo, cho tôi mượn. Ông đọc tôi theo, tôi theo dõi. Không không, một tôi, bởi vì khi tôi làm các chú ứng sinh, tôi học đại học, bà chủ ở trên, bà vẫn còn sống, bà bảo chú nào mà đọc được kinh Nghĩa Đức Tin ngày Chủ Nhật, mà lúc đấy tôi với năm đầu tiên đại học, tôi xung phong đọc, nhưng mà thì mỗi chữ và mà chúng ta biết là 24 năm trước mà bà ấy mất tôi 50.000, 24 năm trước là to lắm, mà tôi xung phong đọc, đến lúc gì phát hiện ra và mà thôi lại về mò. Nên bây giờ tôi cũng đố ông không được vốc từ nào thì tôi mới chịu mất một cái trống. Thế còn nếu mà vấp là thôi. Chơi không? Không không vấp. Tôi đã ra điều kiện rồi. Không vấp tôi phải mất chứ. Còn mất rồi. Được không? Ông lại bảo thì nào cũng vấp thì thôi chịu. Thôi tôi về. Không, ông vừa bảo là thì nào cũng có vấp thì tôi bảo thế thôi. Thưa anh chị em, tại sao tôi đố như vậy? Bởi vì ban nãy đấy, đi tới 3 lần kết kinh đấy mà cứ đọc quanh quẩn không kết được. Thế tôi bảo lần hạt đi. Đấy, tôi biết rồi. Thôi cảm ơn ông. Sở dĩ tôi muốn chọn kinh đấy bởi vì tôi rất thích một cái cụm từ này. Bởi vì quan thầy giáo xứ của quê tôi cũng là Thánh Gioan nên tôi cũng thuộc. Nhưng bây giờ tôi cũng không dám đọc một mình. Bởi vì đọc một mình tôi cũng sẽ sai. Đấy. Trong kinh Thánh Gioan chúng ta thấy có một cái cụm từ rất là hay. Ấy ngón tay ông Thánh Gioan chỉ cho thiên hạ biết đấng cứu gì? Cứu thế. Hôm nay anh chị em tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây, đặc biệt anh chị em giáo xứ Bái Đô luôn luôn phải nhớ đến từ này. Và nếu như để logic thì chúng ta thấy ngay từ khi làm phép tượng đài, cũng như vị thánh này, cha xứ của anh chị em cũng nhắc đến vấn đề này. Rồi ban nãy cái lời nguyện nhập lễ cũng nhắc đến cái cụm từ này. Có hai tượng Thánh Gioan hôm nay. Tượng thánh này ấy, thì là cha xứ của anh chị em có ý là chỉ về nhà thờ. Thế còn tượng đi rước ấy, ban nãy là chỉ lên trời như này. Có nghĩa là nhắc nhở cho chúng ta. Thứ nhất là Ngài nói với chúng ta rằng ơn gọi của Ngài đó là đi giới thiệu này, dọn đường trước này và tiếp tục giới thiệu cho mọi người biết trên thế giới này chỉ có một đấng cứu độ duy nhất là ai thưa anh chị em? Chúa nào? Đức Giêsu Kitô hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi vẫn là gì? Tôi nói nhỏ anh chị em, bởi vì bên Phật giáo họ mới mừng ngày Phật đản. Khi họ cung kinh, họ cũng đi rước bức tượng Phật. Đố anh chị em tìm thấy một bức tượng Phật nào mà chỉ về mình, tôi là Chúa không? Đức Phật Thích Ca ngón tay cũng chỉ lên trời thế này này.
Như vậy, một cách nào đó so sánh Đức Phật với Thánh Gioan, chúng ta thấy có cái điểm giống nhau, đó là ngón tay của các vị đều chỉ, nhất là đối với Thánh Gioan, như kinh tôi vừa trích dẫn đấy. Ấy ngón tay ông Thánh Gioan chỉ cho mọi người biết đấng cứu độ duy nhất là Đức Giê gì? Giê-xu. Thế nên là nếu anh chị em sáng nay mà đi lễ thì chúng ta thấy bài tin mừng hôm nay có nhắc đến vấn đề cẩn thận phòng các ngôn sứ giả. Ngôn sứ giả ngày hôm nay nhiều lắm thưa anh chị em. Họ có thể mạo danh là giám mục, họ có thể mạo danh là linh mục, họ có thể mạo danh là một bà sơ, một ông thầy, thậm chí là những giáo dân, họ mạo danh. Cho nên bài tin mừng sáng hôm nay nhắc nhở cho chúng ta là phải cẩn thận, đấy, đề phòng, bởi vì luôn luôn có những ngôn sứ giả. Vì thế Thánh Gioan xưa cũng như ngày hôm nay, giáo hội và từng người chúng ta như là một Gioan tẩy giả đấy, tiếp tục để củng cố đức tin cho mình. Và mỗi người chúng ta phải đóng một vai trò, đó là noi gương và bắt chước cũng như tiếp nối gót Thánh Gioan, nói cho thế giới, nói cho mọi người biết rằng trên thế giới này chỉ có một đấng cứu độ duy nhất, không ai khác, đó chính là Đức Giê-xu Kitô. Tôi xin anh chị em mọi người nói chung, và nhất là anh chị em Bái Đô đấy, về ngẫm lại cái cụm từ đấy, ấy ngón tay ông Thánh Gioan chỉ cho thiên hạ biết đấng cứu thế. Đấy, cho nên nhất là giáo sư chúng ta lại chọn ngài làm quan thầy, đấy, thì chúng ta cũng phải bắt chước Thánh Gioan, không những là củng cố đức tin cho mình, cho những thành viên trong gia đình nhà mình, rồi cho những người trong làng, mà chúng ta còn phải tiếp tục quảng diễn, giới thiệu Đức Giê-xu cho những người chưa biết Chúa nữa. Chúng ta thấy dân số Việt Nam của chúng ta xấp xỉ 95-96 triệu rồi, đúng không? Mà bây giờ mới có 7-8 triệu người biết Đức Kitô. Vì thế còn một con số vô cùng lớn, chúng ta không thể ngồi yên tự tại nói rằng tôi sống đạo như này thế là tốt lắm rồi, tới nay là đầy đủ rồi. Không, sống tốt, sống đầy đủ như thế này rồi mà tại sao lại không có người đi theo đạo, đúng không nào? Đức Tổng mới trao cho tôi giữ cái chức vụ trưởng ban truyền giáo. Thì cái kết quả đầu tiên tôi báo cáo cho ngài là năm 2021 vừa qua, trong tổng giáo phận Hà Nội của chúng ta mới rửa tội được 829 người. Nói 829 người là to, nhưng mà cả tổng giáo phận như thế là quá ít. Tôi mới hỏi một sơ phụ trách ở trên giáo phận Hưng Hóa, có những năm giáo phận Hưng Hóa họ rửa tội từ 4-5 đến 6 ngàn người cơ anh chị em ạ. Cho nên khi thấy được kết quả trong tổng giáo phận Hà Nội của mình và nhìn thấy những giáo phận bên cạnh, thì thấy rằng chúng ta không thể mãn nguyện tôi sống đạo như thế này này, gia đình tôi sống đạo như thế này này, thế rồi giáo xứ tôi sống đạo như thế này là tốt lắm rồi, tốt lắm rồi mà lại không người theo đạo. Đấy, chúng ta thì hiểu chưa nào? Cho nên cái vai trò ơn gọi sứ mạng của mỗi người chúng ta tiếp tục noi gương Thánh Gioan, đấy là giới thiệu Chúa Giê-xu cho người khác, chỉ Chúa Giê-xu cho người khác. Đấy, anh chị em nhớ chưa? Cái bức tượng này chỉ về nhà thờ để nhắc nhở cho anh chị em nói chung, và nhất là anh chị em Bái Đô đấy. Thưa anh chị em, nói đến cuộc sống nào thì không phải lúc nào nó cũng êm xuôi, mà có nhiều những phức tạp, kể cả trong đời sống đi tu của chúng tôi cũng vậy, hay là đời sống gia đình của anh chị em cũng vậy, nhất là hậu của Covid nữa, biết bao nhiêu những khó khăn, có thể nói khó khăn chồng chất khó khăn. Vậy thì chúng ta phải làm gì trong những lúc khó khăn này đây? Thánh Gioan đã chỉ cho chúng ta một phương thế, đó là hãy chạy đến với Chúa, đừng có chạy đến các ngôn sứ giả hoặc đi xem thầy nọ, xem thầy bói kia. Chúng ta vẫn có cái câu là bàn bạc về chuyện cá nhân, gia đình, cộng đoàn vân vân thì hãy bác thang mà hỏi ông gì? Ông gì anh chị em? Người ta vẫn thường nói là hãy bác thang mà hỏi ông trời, chứ không phải bác thang đi hỏi thằng xem gì? Xem gì? Bói, đúng không? Mà quét nhà thì ra gì? Ra rác. Xem bói thì ra gì? Ra ma. Đấy. Chưa có ai lại bảo chúng ta gặp những lúc khó khăn
lại đi xem nọ xem kia. Thế ấy thế mà chúng ta lại cứ đi theo. Trong khi đó, cái câu ngàn đời nói là những lúc khó khăn, bế tắc trong đời sống, hãy bác thang mà hỏi ông trời. Ông trời có nghĩa là danh từ chung của tất cả mọi người. Người Công giáo chúng ta thì gọi là Đức Chúa gì? Đức Chúa Trời. Còn những người không cùng niềm tin với chúng ta thì người ta vẫn gọi là ông gì? Ông trời. Thậm chí cả những người tự cho mình là vô thần đi chăng nữa, nhưng mà lúc hắt xì ơi thì họ vẫn kêu ối trời gì? Trời ơi chứ, đúng không? Thế rồi kể cả, tôi xin lỗi, ngồi đây có thể có những người vào Đảng Cộng sản Việt Nam đi chăng nữa thì lúc hắt xì ơi họ cũng không cứ kêu ối Đảng Cộng sản ơi, mà họ vẫn kêu ối trời gì? Trời ơi. Trong lúc đó thì họ lại bảo vô thần. Vô thần mà lúc hắt xì ơi thì lại kêu ối trời ơi. Chúng ta thấy tội nghiệp chưa? Đấy, nên là ông Thánh Gioan chỉ cho chúng ta biết rằng những cá nhân, gia đình, đoàn thể và có những bế tắc trong đời sống như là chuẩn bị thi vào đại học khó khăn quá, thì ông đang chỉ đấy, ông bảo hãy đến nhà thờ này. Nhà thờ không phải là gặp cái ghế hay là gặp ngôi thánh đường to, mà hãy đến nhà thờ để gặp ai? Gặp Thiên Chúa của chúng ta. Thế rồi trong công việc làm ăn của anh chị em khó khăn cũng vậy. Có những hôm thì trên điện thoại gọi một cái là sẽ có 3-4 con bò tối về, nhưng mà cũng có những ngày gọi là không thấy đâu cả, đúng không nào? Thế rồi con cái anh chị em nó có thể nó mắc những tệ nạn xã hội hoặc nó không vâng lời bố mẹ. Thế thì anh chị em hãy chạy đến với Thánh Gioan để nhờ Thánh Gioan, và Thánh Gioan đã làm gương cho chúng ta đấy, và Ngài bảo hãy chạy đến với Chúa. Nên hai cái chi tiết tôi muốn nhấn mạnh trong cái phần chia sẻ lời Chúa hôm nay, đó là mỗi người chúng ta, kể cả các linh mục chúng tôi, hay là các nam nữ tu sĩ, hay là anh chị em là những giáo dân, sau khi được chịu phép rửa tội, chúng ta đều có chung một sứ mạng, một ơn gọi, đó là tiếp tục giới thiệu Chúa cho người khác. Thánh Gioan chính là mẫu gương cho chúng ta về cách giới thiệu Chúa cho người khác. Cho nên và cho nhắc nhở cho chúng ta rằng ngoài Chúa ra không còn một Chúa nào khác đâu. Đấy, cho nên là hãy nhìn vào cái bàn tay và ngón tay của Thánh Gioan để mỗi người chúng ta cố gắng sống đạo và thực hiện đức tin của mình một cách triệt để hơn. Điểm thứ hai đó là từng người chúng ta hoặc gia đình chúng ta chẳng may trong hiện tại và tương lai có những lúc nào khó khăn về một vấn đề gì đó, thì chúng ta đừng có chạy đi thầy nọ thầy kia, mà Thánh Gioan đã chỉ cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta, mách bảo cho chúng ta để chúng ta có thể tìm thấy được lời giải đáp, đó là hãy chạy đến với Chúa trong nhà thờ, qua bí tích thánh thể, qua cầu nguyện, chúng ta sẽ đón nhận được những lời giải đáp. Nếu như chúng ta thành tâm chạy đến với Ngài thì chắc chắn không bao giờ Chúa bỏ rơi chúng ta đâu. Có một lời Thánh Vịnh nói rằng dù cha mẹ có bỏ con đi chăng nữa thì vẫn luôn luôn có Chúa đón nhận chúng ta. Dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, bi đát nhất đi chăng nữa, thậm chí có những lúc chúng ta có những tư tưởng xa rời Chúa hoặc là lỗi phạm đến Chúa, thì Chúa vẫn luôn luôn dang rộng vòng tay để ôm ấp chúng ta, bởi vì Ngài nói là Ngài thực hiện. Đấy, dầu cha mẹ có bỏ con đi chăng nữa thì vẫn luôn luôn có Chúa đón nhận chúng ta. Nguyện xin Thánh Gioan Tiền Hô mà hôm nay khắp cả vào hội thánh đều cử hành lễ của Ngài, cách riêng là cộng đoàn giáo xứ Bái Đô chúng ta chọn Ngài làm quan thầy, chúng ta càng có những lý do, càng có những ý nghĩa hơn nữa để chúng ta xác tín vào niềm tin mà chúng ta đang tin vào ai. Cũng như đầu lễ cha chủ tế giới thiệu cho chúng ta đấy, nhân dịp mừng lễ quan thầy này cũng là dịp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc đời hay tiểu sử Gioan. Đấy, Thánh Gioan sinh như thế nào, lớn lên ra làm sao, ơn gọi của Ngài như thế nào và cái chết của Ngài ra sao. Đấy, cha chủ tế đã giới thiệu ngay từ đầu lễ. Ước chi những tâm tình của ngày lễ hôm nay dưới ánh sáng của lời Chúa soi dẫn, mỗi người chúng ta tiếp tục đào sâu ý nghĩa lời Chúa cũng như tấm gương sáng của Thánh Gioan, để mỗi người chúng ta hiện tại và tương lai thực sự sẽ là một Gioan tẩy giả của thế kỷ 21
của năm 2022 này, để nhờ đó mà những người chưa nhận biết Chúa sẽ nhận biết Chúa nhờ chính đời sống đạo đức thánh thiện tốt lành của mỗi người chúng ta. Ước gì được như vậy. Amen.